Xin chào các bạn trở lại kênh của Tính Mập TV. Thì hôm nay mình chở bé Ruby và bé Kim Cương ra công viên chơi. Sẵn mình cho nó ăn xúc xích các bạn. Xúc xích của dành riêng cho những chú bé. Thì bây giờ mình quay kênh lại. Thì hôm nay nhà mình cũng còn làm hàng rào. Thì có mướn một thợ, nói chung cái anh hàng xóm các bạn. Ảnh chạy xe mà không có kèo thì ổng làm hồ, nói chung ổng bừa cài dữ lắm. Đó thì mình mướn ổng nên mình tạm thời những cái ngày này mình không có quay phim ở nhà. Nói chung là sớm giềng mình cũng sợ người ta nói nó kia. Thì mình đem theo đủ thứ nè. Bữa nay mình đem theo đồ nghề lum la để mình cắt tỉa cho hai đứa này luôn. Cái bò, cái heo các bạn, cái bò, cái gà chứ. Kiếm chỗ nào mát mát ngồi. Gốc cây đi. Ngon lành. Làm gì thế ghê à? Nè. Nó không ra ta. Hà với đất kìa. Cái này là xúc xích này dành cho riêng cho các bé chó nha các bạn. Ừ.
dột vô thùng rác thôi. Ăn xong rồi đó làm gì? Đây công viên các bạn, hay chở chỗ này chuyên gia và để bán hàng tiêu dùng, bán bông nữa, ta dựng lên ta bán chợ qua Tết là ở đây nè các bạn. Mát mẻ không? Vô nè, ngoài đó nắng đó, vô, nắng nóng. Cưng quá. Thôi xin tạm dừng video tại đây các bạn. Thì hôm nay mình cho tụi nó đi chơi sẵn, mình đem theo xúc xích cho tụi nó ăn luôn các bạn. Thôi xin tạm dừng video tại đây các bạn.